Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là bơm chân không đầu liền. Công suất 5.5 kW. Đây là tem của sản phẩm. Có đây là ống hút, đây là ống xả. Đường kính ống hút 34. Đường kính ống xả 34. Về phần mặt bích để lắp ống hút ống xả, quý khách có thể đặt hàng loại ống đường kính tùy ý. Tôi có thể gia công và lắp ráp cho quý khách. Sau đây sẽ là hình ảnh kho xưởng và văn phòng của công ty.